sốt. Xuống máy bay ăn uống xong cái là nhớ mọi người cái là livestream nhé, cứ là chơi mọi người ngay, chào hỏi mọi người ngay. Nổi tiếng vì đeo đầy trang sức vàng, thể hiện sự giàu có trên livestream. Đấy rồi thì Phú Lê rất là cảm thấy là con người mình nó có một cái gì đó là sai với lương tâm của mình. Nổi tiếng vì bị khởi tố về hành vi cố ý gây thương tích. Bẵng đi một thời gian, giang hồ mạng Phú Lê lại tiếp tục khiến dân mạng xôn xao khi xuất hiện trong một sự kiện trung thu. Đáng chú ý là bộ trang phục như vua chúa mà người này mặc. Không biết việc hóa trang này có mục đích gì? Ở trong đây các con sẽ nhìn thấy hình ảnh của mình và hình ảnh người cha người mẹ của mình, đó là ca khúc Vì Con. Xin mời thầy cô và các con cùng lắng nghe. Những hình ảnh trong đoạn video này lan truyền trên mạng xã hội nhiều giờ qua. Trong video, ca sĩ tự xưng Phú Lê, tên thật là Lê Văn Phú, 43 tuổi, quê tại Yên Bái, mặc trang phục như vua chúa nước ngoài thời phong kiến trước nhiều trẻ em. Trên phông của chương trình trang trí đèn ông sao và in chữ Ủy ban Nhân dân huyện Trạm Tấu, trường phổ thông dân tộc bán trú, tiểu học và trung học cơ sở Làng Nhì tại huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái. Ngay sau khi clip được đăng tải, nhiều bình luận bày tỏ bất bình với trang phục biểu diễn của người này. Thông tin từ một lãnh đạo huyện Trạm Tấu cho biết, cơ quan này đã yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cùng nhà trường, trường trung học phổ thông dân tộc bán trú, tiểu học và trung học cơ sở Làng Nhì giải trình về việc để giang hồ mạng Phú Lê nhảy múa, ca hát trong chương trình đêm hội trăng rằm ở trường học. Đây không phải là lần đầu tiên cái tên Lê Văn Phú gây chú ý. Lê Văn Phú hay Phú Lê thường xuất hiện trên mạng xã hội với một dấu hiệu nhận biết là sợi dây chuyền hình chim đại bàng cùng vô số trang sức. Người này sở hữu một kênh YouTube hơn 2 triệu người đăng ký và kênh TikTok hơn 1 triệu người theo dõi. Năm 2019, Phú Lê cùng vợ là bà Lã Thúy Kiều thường xuyên livestream bán hàng online những sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ xuất nhập khẩu Thiên Phú do bà này cùng với chồng làm chủ. Tuy nhiên, những sản phẩm được quảng cáo có tác dụng đặc trị bệnh này lại hoàn toàn không có giấy phép lưu hành. Cùng với đó là những buổi livestream đeo nhiều vàng bạc, thể hiện sự giàu có và thường xuyên nói về tình anh em giang hồ. Năm 2020, tuy có nhiều video ca nhạc triệu view nói về mẹ, nhưng Phú Lê lại bị tố cáo vì hành vi sai đàn em đánh đập hai phụ nữ lớn tuổi là mẹ và dì ruột của hot girl xăm trổ Đào Chi Lê. Sau đó, Phú Lê và đàn em bị khởi tố bắt giam để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, vì gia đình hot girl Đào Chi Lê rút đơn nên vụ án bị đình chỉ. Phú Lê và đàn em cũng được trả tự do vào cuối năm 2020.